Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây chúng tôi làm tiếp theo cái chương thứ bảy và cũng là cái phần thứ sáu trên clip. Chương thứ bảy: chủ trương hủy diệt các nền văn minh và các tôn giáo khác. Chủ trương hủy diệt các nền văn hóa khác của giáo hội La Mã bắt nguồn từ trong Kinh Thánh Kitô. Khởi nguyên của chủ trương này đã được nói rõ trong các sách Phục Luật Xuất Hành, Leviticus 26, 1, 18, vân vân. Trong Cựu Ước, thí dụ như sách Phục Luật và sách Xuất Hành đều nói rõ về chủ trương khốn nạn này như dưới đây: phá sạch những nơi thờ thần của họ. Thánh Kinh Tin Lành dùng cụm từ chúng nó hay cho họ. Trên núi cao, trên đồi, dưới bóng cây, đập tan bàn thờ, đập vụn cột đền, lấy lửa đốt rụi hết các tượng của họ, đục khoét cho mất hết mọi hình chạm trổ các tượng thần của họ, và xóa tên những thần ấy ở những nơi đó. Phục Luật 12, 2, 3. Phải giết những kẻ tiên tri nào dám nhân danh các vị thần khác mà nói. Phục Luật 18, 20. Chớ theo những vị thần của các dân tộc ở chung quanh mà các ngươi. Phục Luật 6, 14. Phải dứt khoát giết những người đi lễ bất kỳ vị thần nào khác ngoài Jehovah. Xuất Hành 22, 20. Trong sách Leviticus 26, 1: các ngươi không được tạo ra những hình tượng nào để sùng bái cho chính các ngươi. Các ngươi cũng không được khắc chạm một hình ảnh nào hay dựng nên một trụ cột thiêng liêng nào để nâng cao cho chính các ngươi. Ở trong vùng các ngươi cư ngụ, các ngươi cũng không được dựng nên một hòn đá nào có khắc chạm để cúi đầu nghiêng mình trước nó, vì rằng ta là Thượng Đế của các ngươi. Chủ trương và thành tích hủy diệt nền văn minh nhân loại do chính giáo hội La Mã chủ trương, chủ động trực tiếp chỉ đạo và phát động, chúng ta đã thấy rõ tư tưởng cực kỳ độc ác và hết sức dã man được ghi lại rõ ràng trong Kinh Thánh Kitô, đã có từ trước khi Giêsu chào đời khoảng hơn 1.000 năm. Trong tiết mục B này, độc giả sẽ thấy những tư tưởng khốn nạn trên đây trong Kinh Thánh Kitô được giáo hội La Mã dựa vào đó mà khai triển, rồi chủ động phát động và trực tiếp chỉ đạo việc tiến hành các chính sách và chiến dịch diệt tận gốc, tróc tận rễ tất cả các nền văn hóa, văn minh và các tôn giáo không phải là Kitô giáo để nắm quyền bá chủ toàn cầu, hầu cưỡng bách tất cả các dân tộc trên trái đất này phải theo đạo Kitô và nằm dưới ách thống trị của giáo triều Vatican. Nói đến thành tích hủy diệt nền văn minh nhân loại và thành tích giết người cướp của giáo hội La Mã, nếu muốn nói cho đủ, thiết nghĩ rằng phải dùng đến mấy chục ngàn trang giấy cũng chưa nói hết. Vì giới hạn của chương sách này, chúng tôi chỉ nêu lên một số tài liệu nói về một số những trường hợp mà giáo hội đã tàn phá hay hủy diệt các di sản văn hóa cũng như các công trình kiến trúc của các dân tộc. Chẳng may bị quân lính thập ác của giáo hội tiến đến. Nói về thành tích hủy diệt nền văn minh nhân loại, đều được sách sử ghi lại rõ ràng. Một, sử gia Helin Elber viết về sự kiện này trong sách The Dark Side of Satan History như sau: giáo hội đốt không biết bao nhiêu là tác phẩm văn chương. Năm 391, tín đồ Kitô giáo đã đốt những văn kiện lớn nhất trên thế giới ở Alexandria, Ai Cập. Trong đó có tới 7.000 cuốn sách. Tất cả những sách này là của Notic Basilic, 36 quyển của Protri, rất nhiều cuốn của 27 trường phái Maitreya và 270.000 tài liệu do Ptolemy
Philate, Flut thâu nhập và cũng đề bị đốt hết. Những hàng lâm viện cổ xưa để học hỏi đều bị đóng cửa. Mọi vấn đề giáo dục cho những người ngoài giáo hội đều bị chấm dứt. 2. Giáo sư Trần Trung Ngọc viết trong sách Công giáo chính sự như sau: sự hủy diệt mọi chứng tích về phái tự ngộ và những nguồn tài liệu về đa thần là việc làm đầu tiên của Kitô giáo. Chính các nhà truyền giáo đã khởi sự ở Antioch, như được nói đến trong sách Công vụ các sứ đồ. Do lệnh của giáo hội Gia Tô La Mã, tất cả kinh sách của những người ủng hộ phái tự ngộ đều bị đốt, cũng như 36 cuốn của Porphyry là một triết gia 232-305. Có chủ trương cho rằng triết lý là phương tiện giải thoát và nhấn mạnh đến lối tu khổ hạnh để tinh khiết hóa con người. Giáo hoàng George thứ bảy năm 1073-1085 đốt thư viện Apollo chứa đầy kiến thức cổ xưa. Hoàng đế Theodosius 379-395 đốt sạch 27.000 tài liệu về học phái huyền bí, vì những tài liệu này chứa những căn bản giáo lý của ngũ kinh. Sự hủy diệt văn hóa này vẫn tiếp tục sau khi những nhà lập giáo đã qua đời. Những tín đồ cuồng tín mà họ đào tạo ra tiếp tục công việc này. Thập tự quân trong các cuộc chiến thập tự kéo dài từ năm 1095 đến năm 1291 đốt tất cả các sách vở mà họ có thể kiếm ra được, kể cả những cuốn nguyên bản thánh như Do Thái năm 1233, những tác phẩm của Maimonides, một triết gia Do Thái xuất sắc năm 1135-1204, bị đốt cùng với 12.000 cuốn kinh Talmud, thánh kinh của Do Thái giáo. Năm 1244, 18.000 cuốn sách đủ loại bị hủy. Theo rapper Hồng Y Siminet đã đốt 80.000 bản văn của Ả Rập ở công trường Granada ở Tân Thế Giới, Mỹ Châu. Toàn bộ kiến thức cổ xưa bị người Kitô Tây Ban Nha phá hủy cùng với đền đài chứa đựng kiến thức này. Sau khi phá hủy mọi chứng tích, các nhà lập giáo Kitô đầu tiên đã có thể thay thế những kiến thức cổ xưa bằng những điều vô nghĩa của họ. Và để chứng minh những điều vô nghĩa này, họ đã thay đổi lời lẽ và gài vào đó những câu không có trong những nguyên bản. Về cùng một chủ đề này, Massey viết như sau: trong 4 thế kỷ đầu, họ đã hủy bỏ những tài liệu quan trọng nhất về mọi sự hiểu biết trung thực về nguồn gốc thực sự sự mê tín trong Kitô giáo. Những huyền thoại được viết ra và in ra như là lịch sử nhân loại. Mọi tư tưởng khác đều bị dẹp bỏ hay cưỡng bách phải chấp nhận sự gian dối. Theo giáo lý của họ thì máu của Chúa Kitô đã rửa sạch tội lỗi của thế giới, nhưng tội lỗi vẫn còn với chúng ta ngày nay. Cái mà thực sự bị rửa sạch chính là sự lành mạnh của thế giới. Với thời gian, giáo lý của họ đã làm tâm thức Tây Phương đau đớn đến nỗi Aribas ở Lyon phải viết như sau: cái thế giới bất hạnh này dưới sự chuyên chế điên rồ, những điều mà người Kitô giáo tin thực ra là những điều vô nghĩa đến độ từ xa xưa tới nay không có ai có thể làm cho người ngoại đạo tin được. Nếu độc giả không tin và muốn có một thí dụ thì chúng tôi sẽ cống hiến một chuyện trong Kitô giáo về thánh Gioan. Trong phúc âm theo lịch sử các thánh thì Gioan khi đã rất già làm cho hoàng đế Domitian nổi giận để trừng phạt Gioan. Domitian sai người ném Gioan vào một cái vạc chứa dầu và nhựa thông, và khi người ta châm lửa dầu bắt đầu sôi thì đám đông ở ngoài nghe thấy một tiếng hát trong ngọn lửa. Khi vạc dầu sôi cạn hết thì Gioan vẫn còn sống và không hề hắn gì. Jeremy. Tất cả đều kể lại cái phép lạ này và những điều hoang tưởng trong đó,
Và nay nếu những tín đồ Kitô xuất sắc có thể tin được sự vô lý này thì họ có thể tin bất cứ cái gì, ngay cả Thánh Kinh. Raham 447-448, sách lược lấn chiếm tín quyền và chủ trương hủy diệt nền văn minh nhân loại của Vatican được thể hiện qua các chính sách đối ngoại cũng như đối nội của giáo hội. Về chính sách đối nội, chúng ta thấy năm 1232, giáo hội cho thiết lập các tòa án dị giáo để xét xử và tiêu diệt những thành phần nằm dưới ách thống trị của giáo hội bị nghi ngờ hay bị gán cho là không tin theo hệ thống lý thuyết thần học của giáo hội. Các tòa án ác ôn này hoành hành ở nước Pháp cho đến khi cách mạng bùng nổ vào năm 1789 mới chấm dứt. Trong khi đó thì ở Tây Ban Nha và các thuộc địa của đế quốc này, nó vẫn còn các tắc oai, tắc quái cho đến năm 1820. Sau thời điểm này, các tòa án ác ôn này lột xác biến thành thánh bộ truyền giáo và các chế độ đạo Việt do giáo hội thiết lập. Tại các địa phương như ở Tây Ban Nha và Croatia, trong thời đệ nhị thế chiến ở Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 và ở Rwanda, Phi Châu vào năm 1994. Về chính sách đối ngoại, giáo hội thi hành sách lược cáo đội lốp hùng. Theo đó thì giáo hội luôn o bế, liên minh hay cấu kết chặt chẽ với các thế lực hùng mạnh đương thời để giữ hơi với giả tâm theo đón ăn tàn, rồi mượn gió bẻ măng để hủy diệt các tôn giáo cùng các nền văn hóa cổ truyền và nền văn minh của người dân bản địa. Phần trình bày dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ một số những thành tích của giáo hội về những tội ác hủy diệt nền văn minh nhân loại từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Tiếp theo, những thánh chỉ được ban hành trong thế kỷ 15 như đã trình bày ở chương trước. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được giáo hội khích lệ đem quân đi chinh phục tân thế giới cùng lục địa Phi Châu và nhiều nơi khác ở Á Châu. Trong những đoàn quân thập tự viễn chinh này đều có rất nhiều giáo sĩ gia tô cùng đi để vừa làm nhiệm vụ đưa đường dẫn lối, vừa giữ vai trò chỉ đạo thiết lập chế độ đạo Việt gia tô tại các vùng vừa mới chiếm được để thi hành kế hoạch Kitô hóa và với chủ trương diệt tận gốc, tróc tận rễ tất cả những công trình văn hóa và văn minh của dân tộc bản địa. Hậu quả là ở đâu đó có gót giày của các đoàn quân thập tự Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha là ở đó hiện lên cảnh hoang tàn, đổ nát đền đài, miếu tự, dinh tự và tất cả những gì thuộc về văn minh và văn hóa cổ truyền của các dân tộc bản địa đều bị tiêu hủy. Nhà cửa bị thiêu rụi, đàn ông bị sát hại, đàn bà con gái bị hãm hiếp. Ông Cha Lê Nguyễn ghi lại thảm trạng này ở châu Mỹ Latin như sau: trong mục tiêu bành trướng lãnh thổ và cướp đoạt vàng bạc của cải làm giàu cho tòa thánh, giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492 năm 1503 giao độc quyền khai thác vùng đất ở do Columbus khám phá tức châu Mỹ cho hoàng gia Tây Ban Nha vào năm 1503 ngày 4 tháng 5 năm 1503. Giáo hoàng Alexander ký sẵn sắc lệnh Inter Cathedra. Sắc chỉ này về sau được dùng làm căn bản cho việc triển khai quyền sở hữu về tân thế giới, New York. Năm 1519, hoàng gia Tây Ban Nha sử dụng một tên du thủ du thực 35 tuổi chuyên tìm vàng là Herman Rotter làm tướng chỉ huy một hạm đội gồm 11 chiến thuyền, 10 đại bác và 600 binh sĩ cùng với một đoàn tu sĩ Francisco do giám mục Diego de Landa lãnh đạo lên đường chinh phục châu Mỹ. Tháng 3 năm 1519, đoàn quân này đổ bộ vào vịnh Tabasco. Tháng 5 năm 1519, chúng chiếm thành phố Cholula và phá hủy 400 kim tự tháp tại đây. Năm 1521, chúng chiếm Tenochtitlan và hoàn tất cuộc xâm lăng Mexico, Mễ Tây Cơ.
Trước khi tiến chiếm thành phố lớn nhất của Mexico, thời đó là thành phố Montezuma, chúng đột nhập vào các nhà tù, phóng thích tù nhân và dụ họ hợp tác dẫn đường trong thành phố. Những sau khi thành công, bọn chúng giết hết đám tù nhân đã giúp chúng. Giám mục lãnh đạo tinh thần của đoàn quân xâm lược này là giám mục Diego de Linda, chủ trương đốt sạch để xóa bỏ mọi vết tích của nền văn minh cổ đại của người da đỏ. Trong các đền thờ xây cất tương tự như kim tự tháp của các dân tộc Aztec, Toltec và Maya, thường có nhiều tượng và đồ vật trang sức bằng vàng. Bọn thực dân đem nấu chảy thành vàng khối trở về Tây Ban Nha. Các thứ còn lại chúng đều phá hủy hoặc đốt cháy thành than. Trong số các kim tự tháp có một cái gọi là đền thờ Tepanapa, cao tới 60 mét, mỗi cạnh rộng 300 mét, lớn gấp đôi kim tự tháp chép ở Ai Cập. Hiện trên đỉnh của nó là nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Năm 1843, nhà khảo cổ Mỹ John Lloyd Stephen viết sách kể chuyện ông đã tìm được dấu vết của 44 thành phố thuộc văn minh Maya bị thực dân Tây Ban Nha phá hủy. Ông đã tìm được một kho sách cổ của dân tộc Maya gồm hàng ngàn bản đồ gỗ có ghi chữ tượng hình, nhưng đều bị cháy thành than. Nhiều tấm bia đá có khắc hình và chữ thập vỡ vắt xuống đáy hồ. Hiện nay các nhà khảo cổ chỉ tìm lại được rất ít tượng đồng và tượng đá của văn minh Maya. Người Maya đã đạt được trình độ cao trong việc sản xuất đồ gốm và nhiều loại nữ trang rất đẹp. Theo các nhà khảo cổ, ước tính nền văn minh Maya đã có từ thế kỷ 12 trước Tây lịch. Tội ác của đoàn quân xâm lược dưới sự lãnh đạo của giám mục mà Diego và Herman Roth còn được ghi lại trong những cuốn sách thuộc loại hồi ký của các cha dòng đi theo đoàn quân xâm lược. Trong đó có một số hình ảnh về cảnh chặt tay chặt chân tù binh da đỏ rất dã man. Nhiều thổ dân trên các đảo thuộc quần đảo Antilles đã bị bọn thực dân tiêu diệt sạch, không còn một ai sống sót. Theo một số báo cáo của đoàn quân xâm lược gửi về triều đình Tây Ban Nha vào thế kỷ 16, dân số Mexico khoảng 15 triệu người, nhưng đến đầu thế kỷ 17 chỉ còn 2 triệu người mà thôi. Phần lớn thổ dân đã chết vì nhiễm các loại vi trùng do thực dân Tây Ban Nha đem từ lục địa Âu Châu qua. Sau khi chiếm được Mexico, thực dân Tây Ban Nha và tu sĩ nhà thờ lập nên các đồn điền và các khu khai thác mỏ và biến thổ dân thành nô lệ. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, thực dân đến Phi Châu bắt cóc người da đen đem đến Mỹ Châu khoảng 60 triệu người để tăng cường nhân lực nô lệ cho các đồn điền và hầm mỏ. Ngay từ những năm đầu của cuộc xâm lược vào Mexico, riêng một mình đã chiếm đến 250 hecta đồn điền và làm chủ 200.000 nô lệ da đỏ. Thảm trạng của dân da đỏ ở Mỹ Châu cũng được ông Phạm Quốc Sử ghi lại như sau. Bởi thế, việc Christopher Columbus rồi Amerigo Vespucci đến châu Mỹ cũng chính là sự khởi đầu của quá trình người châu Âu mang những tai họa thảm khốc đến cho châu lục này. Cụ thể, chỉ sau mấy năm đầu thống trị của thực dân Tây Ban Nha, hơn 1 triệu cư dân bản địa trên quần đảo Antilles thuộc vùng biển Caribe đã bị tiêu diệt gần hết. Khi tiến đánh Mexico, thực dân Tây Ban Nha đã thẳng tay phá trụi tất cả những công trình văn hóa cổ xưa và tiêu diệt gần hết số dân trong thành Mexico. Ở khu vực Nam Mỹ, Francisco Pizarro cùng với băng đảng gồm 160 thợ săn kho báu người Tây Ban Nha của ông ta bằng súng thần công và ngựa đã dìm toàn bộ nền văn minh huy hoàng của người Inca trong biển máu.
không chỉ chiếm đất đai, giết người, cướp của và tàn phá nền văn minh Inca, người Âu Châu còn gieo rắc những cơn bệnh lạ như bệnh sởi, khiến cho cộng đồng người Inca bị hủy diệt với tốc độ nhanh chóng. Năm 1520, dân số Inca có khoảng 32 triệu người, nhưng đến năm 1548 chỉ còn khoảng 5 triệu người. Ngày nay, cái tên Inca có lẽ chỉ còn được nhắc đến như một minh chứng về sự hủy diệt các nền văn minh mà thôi. Thảm cảnh của người dân da đỏ ở châu Mỹ Latin và người dân bản địa ở Phi Luật Tân sau khi bị giáo hội La Mã tàn phá quê hương của họ, ông Phan Quốc Đông ghi nhận như đã nói ở phần 5 trong chương Giảng Nhập. Tại Việt Nam, Tòa Thánh Vatican cũng chủ trương cho thi hành chính sách hủy diệt nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam ta, giống như giáo hội đã làm ở Âu Châu, ở Trung Đông, ở châu Mỹ Latin và ở Phi Luật Tân. Nhưng vì trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1862 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, quyền lực của giáo hội La Mã tại đây bị hạn chế bởi chính quyền thực dân Pháp năm 1862 năm 1954 và chính quyền Hoa Kỳ năm 1954 đến năm 1975, cho nên mức độ hủy diệt của nền văn hóa và văn minh bản địa chưa đến độ khủng khiếp như giáo hội đã làm ở châu Mỹ Latin và Phi Luật Tân. Tuy nhiên, qua bọn tín đồ cuồng tín tay sai người Việt, giáo hội cũng đã tiến hành được một số những hành động mang rỡ này. Bằng chứng bất khả phụ bác của sự kiện này là đầu thập niên năm 1860, giám mục Bunginer soạn thảo một kế hoạch được gọi là kế hoạch Bunginer nhằm tiêu diệt giới nho sĩ Việt Nam và hủy diệt hết tất cả ảnh hưởng của nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, chỉ dùng người Việt gia tô vong bản phản quốc làm tay sai để tiến hành kế hoạch phi nhân và giả mang này. Đó là hết chương thứ 7 và chương thứ 8, những chính sách ngược ngạo và giả mang của Vatican ở Việt Nam. Vatican cấu kết với Vatican thành liên minh xâm lược Pháp Vatican và đem quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cướp đoạt tài nguyên, cũng vừa cưỡng bách người dân bản địa làm nô lệ, vừa bóc lột đến tận xương tận tủy và triệt để thi hành những chính sách ngược ngạo ở đất nước ta. Đó là những chính sách hủy diệt nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, giống như giáo triều này đã làm ở Âu Châu, ở Trung Đông, ở châu Mỹ Latin và ở Phi Luật Tân. Nhưng vì trong suốt chiều dài lịch sử từ năm 1862 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, quyền lực của giáo hội La Mã tại Việt Nam bị hạn chế bởi chính quyền thực dân Pháp năm 1862 đến năm 1954 và chính quyền Hoa Kỳ năm 1954 đến năm 1975, cho nên mức độ hủy diệt nền văn hóa và văn minh ở Việt Nam chưa đến độ khủng khiếp như giáo triều Vatican đã làm ở châu Mỹ Latin và Phi Luật Tân. Tuy nhiên, qua bọn con chiên cuồng tín người Việt Nam làm tay sai cho giặc Vatican cũng đã tác oai tác quái gây ra hàng rừng những hành động cực kỳ dã man đối với dân ta. Một, những hành động ngược ngạo trong những năm 1860 đến năm 1954. Trong thời gian này, dựa vào chính quyền bảo hộ, giáo triều Vatican luôn luôn tìm cách thi hành những chính sách hết sức ngược ngạo và cực kỳ dã man dưới đây. Trong thập niên năm 1860, giám mục Bunginer soạn thảo một kế hoạch được gọi là kế hoạch Bunginer. Giả tâm thâm độc của kế hoạch này là nhằm A. Tiêu diệt giới nho sĩ Việt Nam và những viên chức trong các chính quyền địa phương, cũng như các nhân sĩ trong các giáo hội đồng kỳ mục tại các làng xã trong nông thôn. B. Hủy diệt hết tất cả các ảnh hưởng của nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. C. Dùng những con chiên cuồng đạo Cato bản địa đã mất hết nhân tính và trở thành hạng người phong bản phản quốc làm tay sai để tiến hành kế hoạch phi nhân và giả mang này. Tiến sĩ Cao Huy Thuần nói rõ những hành động độc ác và cực kỳ giả mang trong kế hoạch Bunginer nơi các trang 301-317 trong sách Giáo sĩ Thừa Sai và Chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam năm 1857
năm 1914, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn sách Phương Nam năm 2014. Kế hoạch này bị người Pháp xếp xóa, nhưng họ, người Pháp vẫn sử dụng bọn con chiên bản địa đã bị súc vật hóa, và một số quan lại cũ của triều đình Huế nặng đầu óc tham lợi, háo danh và thèm khát quyền lực trong bộ máy đàn áp nhân dân ta, để chứng tỏ rõ họ, người Pháp không đến nỗi bạo ngược và dã man như Kitô giáo hay giáo hội La Mã. Chính vì thế mà chúng ta thấy trong bộ máy đàn áp của chính quyền bảo hộ người Pháp thời năm 1885 đến năm 1945 mới có những hạng người làm quan do chúng để hoàng dân. Những hạng người làm quan cho chúng để hoàng dân đó là: A. Bọn con chiên đã hoàn toàn bị súc vật hóa như Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương, Nguyễn Hữu Độ, Trần Lục, Ngô Đình Khả, Beatrice, Trương Vĩnh Ký, Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Diệm, vân vân. Và B. Bọn quan lại đang làm việc cho triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ như Hoàng Cao Khải, Hoàng Trọng Phu, Hoàng Gia Mô, Tôn Thọ Tường, Nguyễn Thân, Dương Khê, Dương Lâm, vân vân, làm tay sai cho họ. 2. Vatican và Pháp gây tội ác khiến cho nền dân ta rơi vào thảm họa, chết đói tới 2 triệu người vào đầu năm Ất Dậu năm 1945. Cả Pháp và giáo triều Vatican là hai thủ phạm gây ra thảm họa chết đói của dân ta, với 2 triệu người chết vào đầu năm Ất Dậu năm 1945 vì: A. Cả Pháp và giáo hội La Mã cướp đoạt tài nguyên, điển hình là ruộng đất canh tác. B. Cưỡng bách dân ta phải đóng quá nhiều thứ thuế rất dã man như thuế thân, thuế muối, thuế chợ, thuế rượu, thuế qua cầu, vân vân. Và C. Cưỡng bách phải làm lao động không công phục dịch trong các công trường xây cất, các đường xá, dinh thự, nhà thờ, tu viện, chủng viện, trường học, nhà thương và hàng trăm cơ sở khác của giáo hội La Mã. Tuy nhiên, trong thực tế, với hàng ngàn ngôi nhà thờ vĩ đại, nguy nga, tráng lệ, với những tháp chuông cao chót vót đến tận lưng trời, hàng trăm chủng viện, tu viện và không biết bao nhiêu có cơ sở khác, tất nhiên là giáo hội đã cũng dựa vào bạo lực của chính quyền bảo hộ, cưỡng bách dân ta làm lao nô phục dịch cho những công trình kiến trúc này. Về số lượng ruộng đất canh tác của dân ta bị thực dân Pháp và giáo hội La Mã cướp đoạt được sách sử nói rõ như sau: A. Thực dân Pháp chiếm 15.952,05 mẫu tay, giáo hội La Mã chiếm 23.928,07 mẫu tay. B. Trong tháng 7 năm 1924, tại Đại hội thứ 5 Cộng sản quốc tế, thanh niên Hồ Chí Minh, lúc đó gọi là Nguyện Ái Quốc, đã lên tiếng cảnh cáo chủ nghĩa thực dân bóc lột và vai trò của giáo hội trong chuyện này. Chỉ một mình nhà Chung Công giáo mà chiếm hết 1/4 đất trồng trọt ở Nam Kỳ, phương thế chiếm hữu các đất đai đó là gồm đơn giản dùng tham nhũng, hối lộ và cướp ép. Đây là một vài ví dụ rõ ràng nhà Chung lợi dụng khi mất mùa để cho nông dân vay tiền. Tiền lời cho vay rất nặng nên con nợ sẽ không thanh toán nổi khi tới ngày trả, và như thế là đất cầm trở nên đất nhà Chung. Giáo hội không từ một việc nào để nắm những giấy tờ hệ lụy bí mật, và nhờ đó dọa dẫm các quan chức, bắt họ phải làm theo ý mình muốn. Giáo hội cũng liên minh với những tay tài phiệt để khai thác các vùng đất thừa nhượng cho không và những thửa ruộng cướp được của nông dân. Giáo hội có người của mình nắm giữ những vai trò thế giá trong chính quyền thuộc địa. Ai cũng biết những lời phê bình kể trên rất phù hợp với một phần sự thật. Paulo Mene trong cuốn Pháp và An Nam
giữa hai làn đạn Paris năm 1928. Không nói ngược lại, ông viết: Hội nhà Trung được tổ chức hùng mạnh ở Nam Kỳ. Nhà Trung rất giàu có, chiếm hữu nhiều vùng đất bao la và có nhiều bổng lộc quan trọng tại phần lớn các xí nghiệp địa phương. Nhờ những khoản tiền vốn nhà Trung bỏ vào đó, nhân danh nhà Trung hoặc phần nhiều là qua trung gian người thứ ba. Trong thời gian Pháp xâm lăng Việt Nam, nhà Trung đóng một vai trò quan trọng. Như ai cũng biết, nhà Trung đã tổ chức một hệ thống tình báo hoàn bị, cung cấp tin tức cho biết tất cả những gì liên hệ tới những con người, những công ty, những công cuộc, những hành động và phương án chính trị tại Đông Dương. Nhà Trung đã đặt được người thân tín của mình vào tất cả các cơ quan, vào hầu hết các xí nghiệp tại các trung tâm lớn cũng như tận cùng những tỉnh xa xôi. Trong một báo cáo mật gửi lên toàn quyền Đông Dương, viên thống sứ Nam Kỳ đã trình với quan thầy rằng: Không nên quên rằng từ những đầu năm đầu cuộc chiến đóng giữa của chúng ta, nhà Trung đã quan tâm cho được, chiếm cho được tại Nam Kỳ những tài sản khổng lồ. Nhà Trung có tất cả là 28.500 hecta ruộng, không kể đất đai ở thành thị cũng như các bất động sản và của cải khác. Tại miền Tây Nam Kỳ, nhà Trung làm chủ vùng đất lớn rộng tới 3-4 hoặc 6.000 hecta. Sài Gòn 14 tháng 12 năm 1934. Nhiều hơn nữa đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong chương 26: cướp chùa, chiếm đất xây nhà thờ và cướp đoạt ruộng đất. Lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã đã đăng trên sách hiếm. 3. Vatican với những hành động chống lại Việt Nam trong những năm 1945-1954. Sau khi tên cựu linh mục Rothier Angelio đã được giáo triều Vatican và chính quyền de Gaulle bổ nhậm giữ chức cao ủy Đông Dương vào ngày 17 tháng 8 năm 1945, với nhiệm vụ tái lập nền thống trị của Liên minh Đế quốc thực dân xâm lược Pháp thập ác Vatican tại phần đất này, giáo triều Vatican sướng xuất và cùng thực dân Pháp hành động ngược ngạo cực kỳ thâm độc như sau. 1. Ngày 8 tháng 12 năm 1945, viên khâm sứ đại diện giáo triều Vatican là Antoni Rapier được lệnh đưa ra lời tuyên bố vô cùng ngược ngạo với giả tâm can thiệp vào nội tình Việt Nam. Lời tuyên bố bất chính và vô cùng thâm độc này được sách sử ghi nhận với nguyên văn như sau: Ngày 28 tháng 12 năm 1945, Huế, Tổng giám mục Antoni Rapier được đại diện Roma tuyên bố gia đình Bảo Đại là gia đình thân Pháp bậc nhất trong dân chúng Việt Nam, và theo ý ông ta nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9 tháng 3. Cũng đưa ra giải pháp là có thể sau đó sẽ cho Bảo Long kế vị và Nam Phương làm quả giám quốc phụ chính. Cũng vì thế mà trong thời gian nắm giữ chức vụ cao ủy Đông Dương cho đến khi hết nhiệm kỳ vào ngày 15 tháng 3 năm 1947, cựu linh mục Roger Angelio triệt để thi hành chính sách chia để trị của giáo hội La Mã đã được hoạch định sẵn trước đó. Vì thế mà ngay sau khi vừa mới đến Sài Gòn vào tháng 10 năm 1945, tên cao ủy Đông Dương này liền thi hành chính sách 2. Xé Nam Bộ ra khỏi nước Việt Nam để thành lập nước Nam Kỳ, và đưa bọn Việt Giang người miền Nam mang quốc tịch Vatican và quốc tịch Pháp lên thành lập chính phủ vào mùa xuân năm 1946. 3. Xé miền cao nguyên Nam Trung Kỳ để thành lập nước Tây Nguyên. 4. Xé vùng Sơn La, Lai Châu để thành lập nước Thái tự trị và đưa tên Thái Giang là Đèo Văn Long lên thành lập chính quyền. 5. Xé vùng Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các vùng phụ cận để thành lập nước Nùng ở vùng này. 6. Tháng 1 năm 1947,
Trước khi hết nhiệm kỳ cao ủy Đông Dương vào ngày 15 tháng 3 năm 1947, cựu linh mục Thier Angelil đã đề nghị dùng đề xuất giải pháp bảo đại do Tổng giám mục Anthony Rapier đã khởi xướng vào ngày 28 tháng 12 năm 1945 với giả tâm dùng người Việt đánh người Việt, dùng tín đồ Công Chiên bản địa cai trị đại khối nhân dân người Việt Nam theo tam giáo cổ truyền. Tiếp theo, giáo triều Vatican lại sử dụng mấy thuật ngữ như chính nghĩa quốc gia, người Việt quốc gia và chế ra lá cờ vàng ba sọc đỏ làm bức bình phong che đậy cho bọn Việt gian đã và đang cấu kết với liên minh giặc Pháp thập ác Vatican trong bộ máy đàn áp nhân dân và chống lại lực lượng nghĩa quân kháng chiến giải phóng đất nước ta lúc bấy giờ. 7. Đề xuất giải pháp bảo đại được cao ủy Đông Dương Angelil thi hành vào hồi tháng 3 năm 1947, nhưng mãi tới ngày 2 tháng 6 năm 1948, trong thời cao ủy Imai Bonlap năm ngày 15 tháng 3 năm 1947 đến năm ngày 10 đến tháng 10 năm 1948, mới được cụ thể hóa bằng cách biến chính quyền Nam Kỳ Quốc do tên Việt gian Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng thành cái mà chúng gọi là chính quyền quốc gia. Như vậy là những tên Việt gian mang quốc tịch Vatican và quốc tịch Pháp đã bán nước cho liên minh xâm lược Pháp từ trước đó, trước năm 1948, và kể từ đó được khoác lớp vỏ bọc và người Việt quốc gia với lá cờ ba sọc đỏ phất lên và rêu rao là cờ chính nghĩa của người Việt quốc gia, rồi cưỡm đẳng cấp bài hát thanh niên hành khúc làm quốc ca. Bài hát này nguyên gốc là bài ra đời vào cuối năm 1939 do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của câu lạc bộ học sinh trường trung học Petrus Ký. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941, Tổng hội sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức, và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi là Tiếng Gọi Thanh Niên. Việc thành lập mà ngụy quyền bảo đại này là hủy diệt nền thống nhất đất nước cũng như tình đoàn kết của dân tộc ta, và cũng là hủy diệt nền văn minh của các dân tộc Đông Dương. Sau này, trong những năm 1954-1975, Giáo hội La Mã ủy cho hai tên Con Chiên Việt gian Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục sử dụng máy xảo ngữ chính nghĩa quốc gia với chính quyền quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ để múa quay cuồng ở miền Nam Việt Nam cho đến ngày Hoa Kỳ chính thức cuốn gói ra đi vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. 8. Trong những năm 1948 đến năm 1954, Giáo triều Vatican còn ra lệnh cho bọn giám mục Lê Hữu Từ và Phạm Ngọc Chi biến hai giáo khu Phát Diệm và Bùi Chu thành hai giáo khu tự trị để chuẩn bị cho ý đồ thành lập hai giáo khu này thành hai tiểu quốc theo đạo Kitô như chúng ta đã thành lập nước Nam Kỳ trước Tây Nguyên, nước Thái tự trị và nước Nùng trước đó. Cũng nên biết Giáo triều Vatican cũng đã thực hiện việc làm giả mang này ở Croatia trong những năm 1941-1945 và ở Atomo vào mấy năm 1999-2002. Sự kiện này là các bằng chứng bất khả phủ bác về chính sách chia rẽ để trị của Giáo triều Vatican, trong đó có cái sách xé các quốc gia nạn nhân nào mà quyền lực của Giáo hội La Mã vươn tới. 9. Những toan tính của Giáo triều Vatican trong năm 1950 chống lại đất nước Việt Nam. Từ mùa xuân năm này, Giáo hội La Mã lo sợ rằng Mao Trạch Đông và Cộng sản Trung Hoa sẽ viện trợ ồ ạt các loại khí tài cần thiết cho chính quyền kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuyển giai đoạn tổng phản công, và tin rằng nếu mối lo sợ này thể hiện ra thành sự thật thì Pháp sẽ bị thảm bại
rồi bỏ cuộc và rút quân về nước. Vì thế mà giáo hoàng Pius thứ 12 năm 1939 năm 1958 mới tính kế. Thứ nhất, ra lệnh cho chính quyền Bù Nhìn Bảo Đại ban hành vụ số 10 làm cơ sở pháp lý cho giáo hội La Mã chuyển nhượng khối bất động sản khổng lồ đã ăn cướp được của đất nước Việt Nam trong những năm 1862 đến năm 1945, do các giáo sĩ người Âu Châu đứng lên, do các tu sĩ áo đen người Việt đứng lên để đề phòng trường hợp nếu chính quyền Việt Minh đánh bại được liên quân xâm lược Pháp Vatican rồi thi hành biện pháp quốc hữu hóa tất cả những bất động sản do người ngoại quốc đứng lên. Giáo triều Vatican cho rằng làm như vậy, nếu tình thế xảy ra như họ đã dự đoán, thì những khối bất động sản khổng lồ mà giáo hội La Mã đã cướp được của Việt Nam từ năm 1862 cho đến lúc đó năm 1950 sẽ có thể không bị quốc hữu hóa tịch thu. 2. Giáo triều Vatican tin rằng sớm hay muộn thì liên minh xâm lược Pháp Vatican cũng sẽ bị thảm bại trong cuộc chiến tái chiếm Việt Nam và sẽ được một hội nghị hòa đàm mà sau này gọi là hội nghị Geneva năm 1954 kết thúc cuộc chiến ở Việt Nam bằng những điều khoản, trong đó có điều khoản quy định Pháp sẽ rút quân khỏi Việt Nam, công nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam và những điều khoản khác nói về việc giải quyết những việc lòng thòng sau khi hai bên liên minh Pháp Vatican và Việt Nam ngừng chiến. B. Mỹ sẽ lợi dụng cơ hội này làm áp lực với Pháp để cho Mỹ thay thế Pháp lo việc giải quyết những vấn đề thòng lọng và còn tồn động sau khi chấm dứt cuộc chiến giữa liên minh xâm lược Pháp Vatican Việt Nam. Vì tin như vậy cho nên tháng 8 năm 1950, giáo triều Vatican quyết định ra lệnh cho giám mục Ngô Đình Thục dẫn con chiên Ngô Đình Diệm sang Mỹ trao cho Hồng Y Francis Thelman lo việc chạy trọt với chính quyền Hoa Kỳ, làm áp lực với Pháp, và quốc trưởng Bảo Đại đưa tên con chiên Ngô Đình Diệm về cầm quyền ở Việt Nam để làm tay sai cho cả Mỹ và Vatican. Lịch sử cho thấy rõ những tính toán của giáo triều Vatican đã xảy ra đúng như giáo triều Vatican đã tính toán. Quyết định xong, Dunlet khuyến cáo Pháp ra lệnh cho Bảo Đại bổ nhiệm Diệm làm thủ tướng. Lúc đó Pháp đã quyết định bỏ Việt Nam nên cũng đồng ý. Ngày 19 tháng 6 năm 1954, Bảo Đại bổ nhiệm Diệm làm thủ tướng với toàn quyền chuyên chính về cả dân sự và quân sự. Diệm về Sài Gòn ngày 26 tháng 6 năm 1954. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, Diệm thành lập xong nội các và chính thức cầm quyền. 10. Đồng thời, vào đầu năm 1954, giáo hoàng Pius thứ 12 năm 1939 đến năm 1958 cùng với các con chiên có thế lực trong chính quyền Hoa Kỳ, Hồng Y Francis Thelman, Ngoại trưởng John Walter Dulles, Anh Giám đốc Marcia Island, Dulles hăng hái tấn động chính quyền Tổng thống Eisenhower dùng 6 trái bom nguyên tử bỏ xuống Bắc Bộ để cứu nguy cho hơn 10.000 quân lính liên minh xâm lược Pháp Vatican đang vây khốn tại các cứ điểm Điện Biên Phủ. Sự kiện này được sử gia Amro Mahathan nói rõ trong sách trong cuốn Việt Nam Quidditch Vigo, New York Chino CA năm 1984 như sau. Pius luôn luôn có ảnh hưởng sâu đến Hồng Y Francis Thelman, Tổng giám mục New York. Ông ta được cất nhắc lên Hồng Y trong tháng 2 năm 1946. Cả hai kiên quyết đề xướng chiến tranh lạnh không bao giờ kết án các kế hoạch sử dụng bom nguyên tử của Hoa Kỳ, ngay cả sau khi Tổng thống Truman tuyên bố xem ra chiến tranh thế giới thứ ba đang gần kề. Pius thứ 12 tiếp tục hỗ trợ cuộc vận động hành lang Hoa Kỳ kêu gọi một chiến tranh nguyên tử phòng ngừa vào năm 1954, khi quân đội Mỹ lập kế hoạch tấn công hạt nhân bộ đội Việt Nam
đang bao vây quân lính Pháp ở Điện Biên Phủ. Chính Vatican đã hỗ trợ cho cuộc vận động hành lang tán thành đề nghị ấy. Dưới thời Eisenhower, người khi anh em nhà Dulles, Pellman và Pius XII giúp mình thành những sách lược của Hoa Kỳ, quân đội Mỹ định thả từ 1 đến 6 quả bom khoảng 31 kiloton lên những lực lượng Việt Nam. Những quả bom này có sức mạnh 3 lần hơn quả bom ném xuống Hiroshima. Âm mưu sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Việt Nam được bạch hóa trong cuốn đầu tiên của loạt 17 cuốn lịch sử chính thức về chiến tranh Việt Nam, được xuất bản vào năm 1984 bởi Phòng Quân Sử Lục Quân Hoa Kỳ. 4. Vatican với những hành động chống lại Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975. Sách sử cũng cho thấy rằng sau khi được đưa về Việt Nam cầm quyền vào ngày 7 tháng 7 năm 1954, Ngô Đình Diệm triệt để nghe theo lời Vatican, đúng như ông ta đã tuyên bố với các nhà chính khách Hoa Kỳ trong bữa cơm chiều được tổ chức tại khách sạn Mayflower, rằng ông ta tin tưởng vào quyền lực Vatican và ông chống cộng một cách cực lực. Vì thế mà ngụy quyền, Ngô Đình Diệm mới có những hành động. 1. Toán lính Ca Tô Phát Diệm dưới quyền chỉ huy của giám mục Lê Hữu Từ và linh mục Hoàng Quỳnh phá hủy ngôi chùa Một Cột tại Hà Nội vào đêm ngày 10 tháng 9 năm 1954, trên đường chạy trốn từ Phát Diệm qua Hà Nội xuống Hải Phòng rồi vào Nam. Sự kiện này được sách Lột Mặt Nạ Những Con Thò Lò Chính Trị ghi lại như sau. Ngôi chùa lịch sử này, kể từ ngày dựng chùa cho đến ngày 10 tháng 9 năm 1954, mới bị phá hủy do toán lính Công giáo của linh mục Lê Hữu Từ và Hoàng Quỳnh đặt mình giặt sập toán lính Công giáo này từ Bùi Chu Phát Diệm lên tạm trú tại trường Thiếu Sinh Quân Hà Nội để chờ phương tiện vào Nam. Một nhóm lính Công giáo, trong đó có Cai Long, đã tham dự vào việc đặt mình giặt sập chùa Một Cột vào đêm ngày 10 tháng 9 năm 1954. Cai Long sau là thượng sĩ thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 46, sư đoàn 25, bộ binh. Thượng sĩ Long là bạn thân từ hồi còn nhỏ với trung tá nhảy dù Đào Văn Hùng, cựu tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 dù và trung đoàn trưởng trung đoàn 46 bộ binh. Thượng sĩ Long đã vui miệng khoe thành tích giặt sập chùa Một Cột trong lúc vui say cùng đồng đội. Cho tới khoảng tháng 6 năm 1970, Thượng sĩ Long ngà ngà say rượu, lấy súng M16 tìm bắn Trung úy Phương và một số đồng ngũ nên ông bị lính của bộ chỉ huy tiểu đoàn 3, trung đoàn 46 bắn chết. Những dữ kiện về Thượng sĩ Long có nhiều người được biết hiện có mặt tại Hoa Kỳ như cựu chuẩn tướng Liều Thọ Cường, cựu đại úy Lê Văn Thúy hiện định cư tại California, cựu đại úy Trần Ngọc Nhân hiện ở Houston, Texas. Ngôi chùa Một Cột là mà ta thấy hiện nay là chùa mới xây lại vào tháng 4 năm 1955. 2. Vì lòng hăm hở và hồ hởi này mà ngay sau khi được Mỹ và Vatican cho lên cầm quyền, anh em ông Ngô Đình Diệm liền chính thức sử dụng danh xưng Đạo Công giáo thay thế cho danh xưng Đạo Kitô, Đạo Cơ Đốc, Đạo Ca Tô. Trong các văn thư hành chính, trong các sách giáo khoa ở học đường, trong các cơ quan truyền thông, trong các hoạt động văn hóa và xã hội v.v. Sự kiện này được linh mục Vũ Đình Hoạt ghi lại trong bộ sách Việt Nam Tôn Giáo Chính Trị Quan với nguyên văn như sau. Nếu nói học viết chỉ nguyên công giáo mà thôi thì đó phải hiểu là bắt buộc phải hiểu, chứ không thể hiểu khác đi được. Đó chính là Giáo hội La Mã hoặc Vatican mà Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của toàn thể thế giới Công giáo. Riêng tại Việt Nam, kể từ năm 1533,
cho đến năm 1954, khi mà các danh từ thần học và kinh thánh chưa được Hàn Lâm Viện hóa, nói cách khác chưa được Đại chủng viện thuần túy Việt Nam dịch thuật các sách giáo khoa và phụng vụ cũng như kinh thánh các danh từ cổ như Thiên Chúa giáo hoặc Gia Tô giáo trong các sách vở lịch sử hay nhà đạo vẫn được hiểu cách chung là đạo Công giáo. Vì lẽ khi đó chưa có đạo Tin Lành trên đất nước Việt Nam và các nhà thờ truyền giáo cũng chỉ nguyên văn nguyên thuộc Hội Truyền giáo Thừa Sai Hoa Lê mà thôi. Kể từ năm 1954 về sau này, khi mà đã có Đại chủng viện Việt Nam chuyên môn dịch các sách kinh đạo thần, kinh thánh, đạo đức và thần học, lúc ấy mới có sự phân biệt rõ tông giáo. Bắt nguồn từ kinh Tin Kính, tôi tin có hội thánh duy nhất thánh thiện, tông giáo và tông truyền. Sách lễ giáo dân sở dĩ di trú, sở di trú và tị nạn USCC Hoa Thịnh Đốn, trang 1370. Vậy kể từ năm 1954 về sau này, các sách vở Việt Nam nếu muốn trực chỉ Nguyên Giáo hội La Mã hoặc Vatican thì bắt buộc phải dùng danh từ Công giáo, chứ không thể nào dùng danh từ Thiên Chúa giáo hoặc Gia Tô hoặc Kitô được. 3. Trúc phế quốc trưởng Bảo Đại vào ngày 23 tháng 10 năm 1955 và tự phong làm Tổng thống miền Nam. Sự kiện này được sách sử nói rõ như sau. Đầu năm 1955, trong một cuộc tranh chấp quyền lực với Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng tham mưu trưởng quân đội miền Nam Việt Nam, một sĩ quan của Pháp đưa về để bảo vệ Bảo Đại. Ông Diệm bị Bảo Đại cách chức vì lý do không còn được tín nhiệm nữa. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đồng trả 100 triệu đô la bằng viện trợ cho quân đội Viễn Chinh để Pháp chấm dứt ủng hộ Bảo Đại, nên ông Diệm có tư thế không tuân hành lệnh giải nhiệm. Ngày 23 tháng 10 năm 1955, qua sự vận động của tình báo Hoa Kỳ và một số văn bút ở Sài Gòn, ông Diệm có tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trước khi trở về Hoa Kỳ để lánh mặt trong cuộc bầu cử đại tá Landau. Căn dặn ông Diệm, trong lúc vắng mặt, tôi không muốn bỗng nhiên nhận được tin ông đắc cử với tỷ số 99,99% số phiếu, và kết quả này cho phép ông chính thức trút phế ông Bảo Đại. 4. Tiến hành kế hoạch Kitô hóa nhân dân miền Nam bằng bạo lực theo chỉ tiêu của ông Ngô Đình Nhu đã công khai tuyên bố. Tôi có cả một chương trình đã bàn kỹ với Đức Giám Mục sẽ lần hồi tiến chỗ mà Hội Truyền giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới. Còn chúng ta chỉ cầm quyền 10 năm thôi thì cả miền Nam này sẽ theo Công giáo hết. Vì thế mà trong những năm 1954, năm 1963, cái chế độ phi cầm, phi thú và bọn kiêu dân cộng giáo đã tàn sát đến hơn 300.000 lương dân vô tội trong những năm 1954 đến năm 1975. 5. Khăng khăng từ chối, nhất định từ chối không chịu hiệp thương với chính quyền miền Bắc Việt Nam bàn về việc tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956 để thống nhất đất nước theo như Hiệp định Geneva năm 1954 đã quy định. Hành động bất lương như vậy của Liên minh xâm lược Mỹ Vatican và ngụy quyền Tây Sai Ngô Đình Diệm khiến cho chính quyền miền Bắc không còn cách nào khác để thống nhất đất nước, bắt buộc phải phát động chiến tranh để đòi lại miền Nam cho dân tộc. Trong cuộc chiến này, Liên minh xâm lược Mỹ Vatican đã sử dụng những loại vũ khí hiện đại nhất, tàn độc nhất để tàn phá đất nước Việt Nam và tàn sát nhân dân Việt Nam. Từ năm 1965 cho đến năm 1973, Hoa Kỳ đã dùng tới hơn 14 triệu tấn thuốc nổ thuộc loại hiện đại nhồi trong bom và đạn pháo để đánh phá cái diện tích bé nhỏ này. Riêng về khối lượng bom do không quân Hoa Kỳ sử dụng cũng đã lên tới hơn 7 triệu tấn, hơn gấp 3 lần tổng số bom được sử dụng trong thời đệ nhị thế chiến. Phần lớn những bom trong các trận không chỉ không kích và đạn đại bác do pháo binh bắn phá gần 12 triệu tấn. Thực sự và những hóa chất có công dụng làm rụng lá cây
đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam. Mục đích của nó là hủy diệt hạ tầng cơ sở của mặt trận giải phóng miền Nam, và những là cũng là để mặt trận mất đi sự ủng hộ của quần chúng miền Nam bằng cách đẩy họ chạy về các vùng do chính quyền miền Nam kiểm soát. Trong một buổi chiều tại Quốc hội vào tháng 1 năm 1966, ông Tổng trưởng Quốc phòng Robert McNamara đưa ra chứng cứ về sự thành công của các cuộc tấn kích bằng trọng pháo và không kích, kể cả những phi vụ B-52, nhằm mục đích cưỡng bách người dân trong vùng phải đi di chuyển bằng những nơi an toàn, khỏi phải bị không tấn công. Như vậy, bất kể là thái độ của họ đối với chính quyền miền Nam, ông McNamara nói tiếp, làm như vậy không những phá vỡ được những hoạt động của quân du kích Việt Cộng mà còn là trên nền tảng kinh tế của đối phương suy sụp. Tuy nhiên, tác dụng của việc sử dụng những thứ vũ khí như trên đã hủy diệt gần 1/3 ruộng đất canh tác và gần 50% xóm làng của người dân Việt vào năm 1972. Theo bản báo cáo của tiểu bang Thượng viện Hoa Kỳ, thì bom và đạn trọng pháo của Mỹ đã làm cho cả 10 triệu người phải bỏ làng xóm đi tị nạn, và hầu hết đã gây tổn thất cho người dân. Ngoài ra, ngụy quyền Ngô Đình Diệm còn hồ hởi, tán đồng và toa rập với chính quyền Mỹ sử dụng chất độc da cam để hủy diệt tất cả mọi sinh linh, đất đai, hoa màu, rừng cây ở tất cả những vùng ngoài tầm kiểm soát của ngụy quyền Sài Gòn. Ai cũng biết rằng chất độc da cam là một trong những thứ vũ khí hóa học vô cùng độc hại, đang bị Liên Hiệp Hiệp Quốc nỗ lực ngăn cấm và ngăn ngừa. Chất độc này là một thứ vũ khí hóa học cực kỳ độc hại được quân đội Mỹ sử dụng với sự hồ hởi nhiệt liệt tán thành của Tổng thống Cato Ngô Đình Diệm. Sự kiện này sách chất độc màu da cam Garden Rover CA giao điểm năm 2005 ghi nhận như sau. Ngày 30 tháng 11 năm 1961, Tổng thống John Kennedy phê chuẩn cho quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch khai quang đồng cỏ Việt Nam. Quyết định này được Ngô Đình Diệm, lúc đó là Tổng thống Nam Việt Nam, ủng hộ nhiệt liệt. Diệm cho rằng ông ta biết Cộng sản ở đâu và tin rằng chiến dịch này sẽ thành công mỹ mãn. Về tác hại của hành động rải chất độc hóa học này được sách trên ghi nhận như sau. Quân đội Mỹ rải 77 triệu lít chất độc da cam xuống miền Nam và Trung Việt Nam, gây ảnh hưởng và tác hại đến môi trường của 2.630.000 mẫu tây và gần 5 triệu người sống trong 35.585 thôn. Sở dĩ đất nước chúng ta phải đứng hứng chịu một số lượng bom đạn khổng lồ và số lượng lớn lao chất độc da cam khủng khiếp như thế cũng do dã tâm của liên minh xâm lược Mỹ, Vatican và ngụy quyền Ngô Đình Diệm mà ra. 6. Tổ chức một buổi đại lễ vô cùng trọng thể vào tháng 2 năm 1959 để dâng nước Việt Nam cho giáo triều Vatican, được ngụy trang là Đức Mẹ Vô Nhiễm, và mời viên khâm sứ đại diện giáo triều Vatican tại Sài Gòn là Hồng Y Agajinian đến làm chủ tế. Buổi đại lễ này tốn phí lên đến nhiều triệu đồng vào thời đầu năm 1959. 7. Triệt để tuân hành lệnh truyền của giáo triều Vatican, bảo quản khối bất động sản khổng lồ mà giáo hội La Mã đã cướp đoạt của nhân dân ta trong những năm 1862-1954 bằng thủ đoạn không rớ tới 370.000 mẫu Anh mà giáo hội La Mã đã cướp đoạt trong thời gian đó. Khi tuân lệnh Hoa Kỳ thi hành chính sách cải cách điền địa trong những năm 1957-1963, 8. Biến Việt Nam thành một trung tâm cung cấp thuốc phiện sống làm nguyên liệu cho trung tâm biến chế bạch phiến ở Marseiller, cũng do con chiên Cato điều hành. Rồi sau đó trung tâm này phân phối bạch phiến đi khắp nơi trên thế giới. Vấn đề này là đã được trình bày đầy đủ trong chương 9
Trong chương 91 có tựa đề là vấn nạn buôn bán ma túy. Trên lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã, trên sách thêm.net. 9. Biến chính quyền miền Nam thành một tổ chức hội ác với hàng rừng hành động tham nhũng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Tình trạng này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong chương 90 với tựa đề là vấn nạn tham nhũng ở miền Nam trong những năm 1954 năm 1975. Sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã sẽ được phổ biến trên trang nhà sách thêm.net và sách thêm.org. Trong một ngày gần đây, vấn nạn tham nhũng này cũng đã được trình bày đầy đủ trong rất nhiều sách sử, ít nhất là có tới 10 tài liệu như sau. 9.1. Sách Thập Giá và Lưỡi Gươm, Sài Gòn, nhà xuất bản Tuổi Trẻ năm 1978 của Linh Mục Trần Tâm Tĩnh. Sách này dành hẳn chương 3 với nhan đề là Giáo hội trong cơn bão bùng, các trang 118-180, để nói về vấn nạn tham nhũng ở miền Nam trong những năm 1954-1975. Trong chương sách này, tác giả trình bày rõ ràng về vai trò chủ động và tích cực trong những hành động tham nhũng đều do các nam nữ tu sĩ Cato, anh em, thân nhân, nhà Ngô và băng đảng Cần Lao chủ động. 9.2. Sách Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, Westminster CA Văn Nghệ năm 1993 của cựu tướng Đỗ Mậu. Sách này cũng đã dành hẳn chương thứ 13 với nhan đề là Tệ nạn tham nhũng, các trang 403-445. Chương sách này trình bày khá đầy đủ về những thủ đoạn và thành tích tham nhũng của anh em cũng như thân nhân nhà Ngô và băng đảng Cần Lao trong những năm 1954-1963. 9.3. Sách Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư năm 1954-1963, Hilton Tắc Sịch năm 2000 của tác giả Nguyễn Mạnh Quang, của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đấy. Sách này dành hẳn chương 19 với nhan đề là Tội ác lạm quyền để ăn chặn tiền viện trợ, hà hiếp, bóc lột nhân dân và cướp đoạt tài sản quốc gia của bạo quyền đạo Việt Cato Ngô Đình Diệm. Đặc biệt là chương sách này có kê khai rõ ràng những khoản tài sản kết xù của anh em nhà Ngô như Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Nhu và Nguyễn Văn Bửu. 9.4. Sách The Politics of Terror, sách này dành toàn bộ chương 5 với nhan đề là bằng tiếng Anh, gồm các trang 149-222, nói về vấn đề buôn bán ma túy. 9.5. Sách The Dan, tiếng Anh không, của hai tác giả Bradley và Edward Lee. Sách này nói về cố vấn Ngô Đình Nhu trực tiếp điều hành các dịch vụ mua thuốc phiện sống ở Ai Lao đem về Sài Gòn và biến chính quyền miền Nam Việt Nam thành một trung tâm cung cấp thuốc phiện sống làm nguyên liệu cho trung tâm biến chế bạch phiến tại Marseilles ở Pháp. Vấn đề này cũng được nói rõ ở trong tiết mục tội danh số 10 ở trên. 9.6. Sách Việt Nam Niên Biểu năm 1939-1975 tập 1, 1955-1963, Hilton Tắc Sịch Văn Hóa năm 2000 của tác giả Chính Đạo viết. Ngày 6 tháng 4 năm 1960, Dubo, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, than phiền về sự lộng hành của Cần Lao. 9.7. Sách Công và Tội, Los Alamitos CA Xuân Thu năm 1992 của ông Nguyễn Trân, cũng nói lên những vụ tham nhũng trong chính quyền Sài Gòn, nơi các trang 201, 373 và 483-487. 9.8. Sách Việt Nam Một Trời Tâm Sự, Alamitos
CA Xuân Thu năm 1987 của cựu tướng Nguyễn Chánh Thi, dành hẳn 57 trang, trang 45 đến trang 102, nói về tội cướp của giám mục Ngô Đình Thục và những hành động lẫm quyền của Ngô Đình Cẩn, nơi các trang 45 đến trang 102. 9.9 sách Việt Nam Nhân Chứng Alamitos CA Xuân Thu năm 1989 của cựu tướng Trần Văn Đôn, nơi trang 248-249 nói về chuyện Ngô Đình Cẩn có 6 triệu Mỹ Kim hắn cướp của dân để trong nhà ngân hàng Thụy Sĩ rồi đem dâng hiến cho nhà thờ Cứu Thế. 9.10 sách Những Ngày Cuối Cùng của Tổng thống Ngô Đình Diệm, Quang Vinh và Kim Loan, Quang Hiếu năm 1994 của tác giả Hoàng Ngọc Thành và Thân Thị Nhân Đức. Trong sách này, nơi trang 191 nói rõ chuyện giám mục Ngô Đình Thục gửi 70.000 Mỹ Kim trong một nhà ngân hàng ở Ý Đại Lợi do một số người thân cận đứng tên và bị họ chiếm đoạt mất. 9.11 sách Uwan What Enemy New York 1968 của tác giả William Leder. Trong sách này, nơi các trang 165 có nói đến chuyện bà Ngô Đình Nhu gửi một khoản tiền khổng là 18 tỷ Mỹ Kim trong một mà nhà ngân hàng Thụy Sĩ. Hiển nhiên đây là tiền ăn cướp của nhân dân miền Nam. 10. Các ngụy quyền Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. 10.1 kiểm soát bắt môn lịch sử và công dân bằng một quyết định bất thành văn là bất kỳ bài học nào trong hai môn học này cũng phải được sàng đi lọc lại qua cái sàng lọc của giáo triều Vatican do bọn tu sĩ áo đen địa phương đảm trách. Bất kể bài học nào trong hai môn học này làm lộ ra bất kỳ sự kiện nào liên hệ đến những sự xấu xa trong tín lý Kitô hay những hành động tội ác của giáo hội La Mã đều bị loại bỏ và tác giả của bài học đó sẽ bị khốn đốn. Bộ sách lịch sử thế giới do hai ông Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang biên soạn vừa mới phát hành vào cuối năm 1955 liền bị chính quyền đạo Việt Cato Ngô Đình Diệm ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành chỉ vì trong bộ sách này có đề cập đến thuyết tiến hóa của nhà bác học Charles Darwin năm 1809 năm 1882 và nói đến lịch sử bê bối của một vài giáo hoàng trong thời Trung Cổ. Hơn thế nữa, tác giả Nguyễn Hiến Lê còn bị mạt sát là đầu óc đầy rác rưởi và bị mật vụ của chính quyền Ngô Đình Diệm đến nơi cư ngụ để rình mò dò xét với thâm ý là khủng bố tinh thần tác giả Nguyễn Hiến Lê. Có thể nói là sinh mạng của các tác giả bị đe dọa. Bằng chứng: A. Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi, Westminster CA Văn Nghệ năm 1986, trang 99-101. B. Nguyễn Hiến Lê, Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê, Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn Học năm 1993, trang 354-356. 10.2 dành đặc quyền cho giới tu sĩ áo đen thao túng chính sách giáo dục và nắm độc quyền mở các trường tiểu và trung học ở trong các trại định cư, trong các khu dinh điền và trong các làng đạo theo đúng chủ trương của chế độ giáo Việt Cato. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày tương đối khá đầy đủ trong đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 4 giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa trên sách hiếm. 11. Tôn vinh các giáo sĩ và con chiên người Việt chống lại dân tộc và tổ quốc Việt Nam trong các thế kỷ 17, 18, 19 và nửa đầu thế kỷ 20 bằng cách dùng danh tính của chúng đặt tên cho trường học, đường phố ở Sài Gòn và ở nhiều thành phố lớn khác ở miền Nam Việt Nam. Ai đã từng sống ở Sài Gòn trong những năm 1954, năm 1975 đều thấy rõ sự thật này. Về trường học, chúng ta thấy có các trường Bê Chút Ký, trường Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trần Lục, trường Hồ Ngọc Cẩn, trường Nguyễn Bá Tồng, Nguyễn Duy Khang ở Thị Nghè, trường Lê Bảo Tịnh, trường Thánh Thomas, nhà thờ Ba Chuông, v.v. Về đường phố, chúng ta thấy có đường Tổng đốc Lộc
con chiên Trần Bá Lộc, đường Tổng đốc Phương, con chiên Đỗ Hữu Phương, đường Alexander Ross, đường Petrus Ký, đại lộ Ngô Đình Khôi, đường Nguyễn Bá Tồng, Nguyễn đường Quỳnh Tĩnh Của, đường Phát Diệm, đường Bùi Chu, vân vân. Đặc biệt ở Vĩnh Long lại có đại lộ Ngô Đình Thục. Những việc làm bất chính trên đây của các ngụy quyền ca tô Ngô Đình Diệm và ngụy quyền ca tô Nguyễn Văn Thiệu chứng tỏ rằng chính sách giáo dục ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 hoàn toàn không có một chút gì gọi là nhân bản, dân tộc và khai phóng. Như ông tiến sĩ Mai Thanh Triết và ông giáo sư tiến sĩ Phạm Cao Dương đã lớn tiếng quảng bá trong các bài viết của họ. Vấn đề này đã được chúng tôi phản bác trong các bài nói chuyện. À, và ý kiến về lá thư của ông Mai Thanh Triết trên diễn đàn Thư Tín Sách Thiếm đăng ngày 23 tháng 5 năm 2014. B. Đề tài nói chuyện trực tuyến kỳ 4 Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa Sách Thiếm 12. Ngụy quyền đạo Việt Ca Tô Ngô Đình Diệm không cho tổ chức lễ dỗ Hùng Vương. Sự kiện này được cụ Đỗ Mậu ghi lại trong cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi với nguyên văn như sau: việc biến nhà thờ La Vang ở Quảng Trị thành một đền thờ quốc tổ, phải gọi là quốc mẫu thì đúng hơn. Đã dám làm thì ngay tại Sài Gòn, việc biến tòa đô sảnh của thủ đô thành một địa điểm tôn giáo để mừng Chúa ra đời không phải là chuyện chế độ Diệm ngại ngùng nữa. Tại Sài Gòn đã có rất nhiều nhà thờ lớn trên các khu đất khang trang, có quá nhiều nữa là khác. Ngay tại trung tâm thủ đô ở quận nhất sang trọng của giao điểm hai đường Tự Do và Thống Nhất đã có vương cung thánh đường đồ sộ. Thế mà hàng năm vào cứ lễ Giáng sinh, cơ sở quốc gia là tòa đô sảnh ở đại lộ Nguyễn Huệ vẫn cứ bị trưng dụng để treo đèn kết hoa mừng Chúa xuống trần. Tệ hơn là nữa là biết lấy nhà thờ Đức Mẹ La Vang làm pháo đài tinh thần của quốc gia, biết lấy tòa đô sảnh để vinh danh Thiên Chúa, nhưng anh em ông Diệm lại không chịu xây đền thờ quốc tổ, lại càng không kỷ niệm dỗ tổ Hùng Vương để duy trì truyền thống dân tộc và thỏa mãn nguyện vọng của dân dân. Cái danh hiệu Hùng Vương chỉ được đặt tên cho một con đường xa xôi trong vùng chợ lớn, trong khi đại lộ thênh thang nối liền trung tâm thành phố với phi cảng quốc tế Tân Sơn Nhất thì lại trang trọng đặt tên cho người anh hùng, cho người anh là Ngô Đình Khôi. Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa không có được một văn miếu, không có được một bức tượng tổ, trong khi những bức tượng đồng của các nhân vật Thiên Chúa giáo thì vẫn được duy trì chăm sóc như dưới thời Pháp thuộc. Tôi còn nhớ nhà văn Chu Tử có kể lại trong tuần báo Đời ở Sài Gòn câu chuyện của một giáo sư đại học nặng lòng với tổ quốc Hùng Vương, đã đề nghị với ông Diệm xây đền thờ quốc tổ thì bị ông Diệm trỏ mặt nạt lớn: tổ anh chứ tổ tôi à. Còn nhà văn Võ Phiến trong tác phẩm Đất Nước Quê Hương cho biết mãi sau khi chế độ Diệm không còn nữa, nhân dân các tỉnh đã hăng xây đền thờ quốc tổ. Tại Sài Gòn, nhiều đoàn thể thanh niên, sinh viên phát động phong trào về nguồn, thành lập Hội Việt Võ Đạo. Sau khi chế độ Diệm bị lật đổ, đã hàng năm tổ chức lễ kỷ niệm Tổ Hùng Vương để cùng với các thành phần khác của dân chúng vận động xây đền thờ quốc tổ. Lòng dân hướng về quốc tổ như thế mà anh em ông Diệm lại không coi vua Hùng là dòng họ Việt tộc đã khai mở đất nước mà chỉ lo tôn vinh các giáo đường. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rõ chủ trương của giáo hội La Mã là diệt tận gốc, tróc tận rễ tất cả các tôn giáo cùng các nền văn hóa và văn minh khác, không phải là Kitô giáo. Chủ trương dã man này bắt nguồn từ mặc cảm tự ti, thua kém các tôn giáo về đạo đức, nhân ái, tình thương đối với con người, mà sinh ra lòng ghen ghét, đố kỵ, tỉ hiềm, kèn cửa, không muốn cái gì hơn chúng hay không phải là của chúng thì không được tồn tại. Sự kiện này đã được viết ra thành văn bản ghi lại rõ ràng trong các sách ở trong Cựu Ước. Rõ ràng nhất
là những việc làm cực kỳ bạo ngược như trên đã cho chúng ta thấy rằng giáo hội La Mã giống y hệt như một nữ bào chúa, vừa ác độc, vừa có quyền lực nhưng lại vừa xấu xí. Rồi vì mang mặc cảm xấu xí, cô nàng mới nặng lòng canh ghét và đố kỵ với bất kỳ cô gái nào có một chút nhan sắc. Và nhờ đó, sẵn quyền lực trong tay, cô ta bèn ra lệnh giết hết những cô gái đẹp dù là chỉ đẹp hơn cô ta một chút. Xin nhắc lại, chủ trương ác độc đã và dã man này của giáo hội La Mã bắt nguồn từ trong kinh Cựu Ước. Chỉ có giáo hội La Mã mới có thể làm được như vậy. Thật là dã man, thật là độc ác, thật là tán tận lương tâm. Thiết nghĩ, thuyết tưởng rằng những sự kiện được nêu trên đây cũng đủ nói lên cái dã tâm thâm độc cực kỳ man rợ của giáo hội La Mã. Đó là dã tâm hủy diệt tất cả các tôn giáo và di sản văn hóa của nhân loại, thay thế vào đó bằng cái tôn giáo quái đản mà văn hào Voltaire đã gọi là cái tôn giáo ác ôn. Đó là hết cái chương thứ 8. Xin hẹn quý vị clip sau để làm chương thứ 9 và chương thứ 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Trong cái lúc mà đọc thì nó cũng có nhiều cái mình vừa đọc mình vừa nghiền ngẫm, vừa suy nghĩ, cho nên nó cũng không có được suôn sẻ. Mong quý vị thông cảm cho.